sắp về Tết đây. Mà mình sẽ cảm cho một chị nam 30 tuổi rồi mà lại bị hẹp bao quy đầu. Nhưng mà anh cũng không ý thức được là hẹp. Cương lộ ra nó hơi thắt lại tí thôi. Và cái dây hãm nó hơi căng thì hẹp quy đầu người ta quan hệ nó không được mà thoải mái nhất có thể. Đấy là lý do chính là đi khám rồi cắt bao quy đầu. Bây giờ mình sẽ cắt bao quy đầu lại thôi. Thế chúng cắt nhiều da cũng già rồi. Cắt vừa phải. Thì cũng được da thì cũng không cắt nhiều da được. Của em lúc xỉu rất là ngắn, lúc cường rất là to dài. Nên là những người như em thì lại cắt lộ lộ đá này. Kiểu nó kiểu sạch chặt. Kiểu cắt đường đường vệ sinh kiểu nó sạch chẽ. Nói chung là nó không có lộ lỗ đá này. Là đi đá nó kiểu nó không vào cái bao quy đầu nữa, là đạt tiêu chuẩn rồi. Tuần anh đến đây cắt thử không sẹo thế nào hết rồi nhé.